Chính chủ cần đang bán nhà 36 mét vuông tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, có hướng chính là hướng Đông Bắc, được xây 4 tầng, đã hoàn thiện xong 100% và mọi người có thể chuyển đồ về ở luôn. Đây, chúng ta đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Nhà được xây dựng theo hình thức liền kề và đây là căn góc nằm ở đầu dãy. Đây là đường ở phía trước nhà đây. Đường rộng 3,5 mét, ô tô là có thể vào đến tận cửa. Đấy, và xung quanh nhà hàng xóm đây, ô tô để được trong nhà đây. Đó, phía trước của ngôi nhà chúng ta có thể thấy là toàn bộ hệ thống mặt tiền là được ốp lát bằng gạch granite rất là sạch. Cửa chính là sử dụng là cửa hai lớp. Phía bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong nó là cửa nhôm hệ cao cấp. Đấy, sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía trong ngôi nhà cho mọi người có thể thấy rõ hơn. Đây, hiện tại là chúng ta đang ở trong tầng 1. Thì toàn bộ hệ thống gạch lát nền là sử dụng là gạch vân gỗ. Màu sắc rất là sáng và sạch. Hệ thống trần là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với lại đèn led. Đây là ở phía bên ngoài phòng khách này, chúng ta có thể nhìn thấy ra ngôi nhà rất là thoáng, đầy đủ ánh sáng và không khí. Và ở phía trong đây là khu vực bếp và nhà vệ sinh. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng là bằng tủ gỗ lim Nam Phi. Mặt bếp là dùng là đá granite và phía cổ bếp đây là đều được ốp lát bằng gạch granite hết, rất là sạch. Toàn bộ hệ thống vòi và chậu rửa là sử dụng là hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Đó, ở phía trong khu bếp chúng ta có thể thấy là cũng sử dụng là trần led, trần thạch cao kết hợp với đèn led. Đó. Vào trong ngôi nhà cảm giác nó rất là ấm cúng, và với diện tích 36 mét này thì là chúng tôi thiết kế là mỗi một tầng sẽ bao gồm 2 phòng và một phòng vệ sinh. Đấy. Diện tích rất là rộng, rất là thoáng. Và đây là phía cầu thang để đi lên của ngôi nhà. Chúng ta có thể thấy là toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc là cũng sử dụng là bằng đá granite. Ở trên tầng 2 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là 2 phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Đã có sẵn hệ thống điều hòa. Đây là hệ thống cửa mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí này. Đây là hệ thống cửa thông phòng. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ thịt, gỗ lim Nam Phi. Đấy, toàn bộ căn phòng được thiết kế rất là vuông vắn, diện tích rất là hợp lý. Chúng ta có thể kê giường, kê tủ quần áo và kê bàn học, bàn trang điểm rất là hợp lý. Và đây là phía trong khu vệ sinh, đã có đầy đủ bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, bồn cầu là gọi lavabo. Cửa nhà vệ sinh này cũng sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Tiếp theo là ở phòng ngủ phía bên trong. Phòng ngủ phía bên trong chúng ta có thể thấy là cũng đã được lắp đầy đủ là hệ thống điều hòa. Có cửa sổ mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Trần là cũng sử dụng là trần thạch cao kết hợp với lại đèn led. Cửa thông phòng là cũng sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Sau đây là tôi mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thì thiết kế của tầng 2 và tầng 3 là sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có 2 phòng và một phòng vệ sinh. Đây là phòng ở phía bên trong. Đó, diện tích rất là rộng. Chúng ta có thể nhìn kỹ đây này, diện tích rất là rộng. Và đây là phòng phía bên ngoài. Toàn bộ hệ thống điều hòa này đã được chúng tôi lắp đặt rất là hoàn thiện.
khu vực vệ sinh. Thiết kế của tầng 2 và tầng 3 là tương tự như nhau. Tiếp theo đây là tôi mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4. Tầng 4 này sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ và một sân phơi. Đấy, khu vực phòng thờ rất là rộng, cũng có cửa sổ mở ra phía đằng sau để lấy ánh sáng và không khí. Đây là hệ thống giếng rời. Giếng rời sẽ chiếu thẳng xuống toàn bộ ô cầu thang này, lấy ánh sáng và không khí cho toàn bộ ngôi nhà. Phía bên ngoài đây là khu vực giặt đồ và khu vực sân phơi. Đây là khu vực giặt đồ đã được chúng tôi thiết kế sẵn là vị trí để chúng ta lắp đặt máy giặt và khu vực giặt tay. Đây là toàn bộ sân phơi đây. Mái này được lợp bằng tôn cách nhiệt, tôn chống nóng. Và toàn bộ chuồng cọp đã được lắp đặt rất là kỹ. Diện tích sân phơi rất là rộng, rất là thoáng. Chúng ta có thể nhìn thấy ở phía xung quanh đây là toàn bộ là rất là nhiều khu cao tầng. Khu vực dân cư ở rất là đông, có đầy đủ tiện ích, trường học, bệnh viện, trạm y tế, ủy ban nhân dân phường. Đó, không khí rất là thoáng. Như tôi vừa giới thiệu với tất cả mọi người là ngôi nhà đang cần bán tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, có diện tích là 36m2. Hướng chính là hướng Đông Bắc, có mặt đường là rộng 3,5m, ô tô có thể đỗ cửa. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.350.000.000. Nhà được xây thiết kế 4 tầng, mỗi một tầng sẽ bao gồm 2 phòng và 1 nhà vệ sinh. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403, 0888 041 444. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh YouTube để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.